Xin chào mọi người đang xem kênh Sườn Sơn TV. Hôm nay mẹ của Tiên sẽ làm gỏi con cá khoàng ơ này cho mọi người xem nha. Mình sẽ lóc thịt nó ăn sống. Con cá này không biết bên Việt Nam tên gì nè. Để hồi lên mạng tra Google khoàng ơ. Nè mọi người xem giùm Tiên nè. Nó dẹp lép à. Giống giống như con cá lửa châu. Mà ăn ngon lắm, mập thịt nhiều hơn. Và bên này bán đắt lắm mọi người. Một con còn sống như vậy là khoảng mấy chục ngàn. Ở lộn mình, xin nó mấy chục ngàn đô rồi. Mấy chục đô á. Bên Hàn Quốc này cá biển sống đắt lắm. Ăn cá chết thôi. Bây giờ mình sẽ lóc thịt nó ra nha. Xẻ nó ra. Thịt con này ú nu ngon lắm. Thịt cá sống sau khi mà mình lóc ra rồi đó là mình không có rửa lại với nước được. Mình phải dùng khăn lau khô. Nếu mình rửa với nước là ăn sẽ bị đau bụng tiêu chảy liền. Ồ, thịt nó ngập thịt luôn má ơi. Mẹ Tiên nói cái phần này là ngon nhất trong con cá mọi người. Cái empina đấy vậy nó. Empina gì đó. Cái phần vây bụng á. Mẹ mình nói lật ngược lại sắc cái bộ được tiện hơn. Trời ơi, thấy miếng thịt cá nó trắng mà nó tươi, nó ngon, thèm sao đâu mọi người. Tưởng tượng mà gói với tỏi sống, với đậu tương, miếng ớt nữa ha. Mẹ mình đang chỏng mông, hái rau, xà lách, rồi mấy cái loại rau gói cá sống đó mọi người. Bây giờ mời mọi người ăn với mẹ của Tiên nha. Wow. Bây giờ mẹ mình sẽ chấm với lại tương ớt nè. Rớt luôn miếng cá. Rớt ngay từ miếng đầu tiên. Thì miếng tỏi và đậu tương. Ôi thấy thèm quá mẹ ơi. Mẹ mình nói ngon nè. Một câu ngắn gọn thôi. Nè. Nè, mẹ nói những cái loại rau đó đều có mùi thơm giống như là ngò rí bên Việt Nam mình vậy đó mọi người. Nè. Mẹ nói ăn gỏi sống là có mấy cái loại rau thơm á mọi người, giúp cho mình lấy lại vị giác. Ngon lắm. Nè. Mẹ mình nói cái phần lưng bụng á, thịt ở phần bụng á là dinh dưỡng nhất, ngon nhất trong cái mình con cá. Nhâm cho bốc à. Nè. Nè. Gói cho con miếng đi mẹ. Mẹ nói cho mẹ miếng nha. Ở bên Hàn Quốc này á, là người ta có một từ giống như là ai với du trong tiếng Anh vậy đó. Mình muốn dịch là mẹ con cũng được, mày tao cũng được.
Ăn muốn ăn sao là muốn đem về nè. Mẹ mình kiếm cái phần ngon nhất gói cho mình. Mẹ nói mấy người nào mà chưa ăn qua đó là không biết đâu. Ăn thử mới biết được. Bỏ đâu lộn xộn hết trơn này. À. Đó. Đậu tương, xăm chặt nè. Mình ăn gỏi sống với đậu tương chứ mình không thích. Xăm chặt. Tương ớt. Bà rồi đó thành cảm mùa. À ha nghe. Bỏ bạc hà vô đó ăn thử đi con. Nè. Cảm sao mi ta. Càng ăn mà đi thấm ta. Ngon thiệt mọi người. Vị ngọt của cá nè. Vị giòn của rau. Vị thơm của bạc hà. Cây nằm của tỏi. Mặn của đậu tương. Nó hòa quyện với nhau rất là ngon luôn. Chấm miếng ớt nữa mới ngon đó mẹ. Đúng rồi. Ồ. Nè. 지금 해 먹을 자 김치 있죠, 김치. 네. 우리 김치 있잖아. 네. 이거를 씻어 갖고 싸먹으면 맛있다. 제 집에 가면 씻고 준다. 네. Mẹ mình nói ăn gỏi cá sống mà mình kèm với kim chi nữa ăn ngon lắm. Mà kim chi đã rửa sơ qua rồi á nha. Cảm ơn các chị, sao lại gặp cô? Nè. Chị chết đi gặp. Bây giờ ở Hàn Quốc là đang vô mùa con cá này á. Cho nên là nó mập như con heo vậy đó. Ăn ngon lắm. Ba chồng của Tiên là do bị ung thư không có ăn được cá sống. Cho nên là không có gũa ăn. Chứ ông khoái mới ăn mấy gỏi cá sống này lắm. Tao nói con gì vô mùa ăn cũng ngon hả mọi người. Con người mình cũng vậy. Thanh niên, trai tráng. Gái tuổi dậy thì 18, 19, đôi mươi á. Nhìn kiểu gì cũng ngon chứ. Mèo nó hỏi mẹ ăn gì đó mẹ. Mọi thứ xây dơ mua được bao giờ này hả? Nhưng mà muốn ra mèo mà mẹ nói mình không mèo không ăn được cá đâu. Mèo là nó mê cá lắm á. Mà tại vì con mèo này là nó ăn thức ăn của nó quen rồi, từ nhỏ tới lớn. Nhảy lên nó coi mẹ mình ăn gì xong nó nhảy xuống đi. Mà tôi giúp cả. Thôi đồng hiện cả. Mẹ mình nói cho miếng nữa nghe, ý quên. Chấm với đậu tương tương ớt rồi thôi để miếng sau đi. Miếng này mẹ ăn luôn. Tôi cần. Tạm giờ. Cảm ơn mi ta. Mẹ mình nói hồi đó nó mới ăn gỏi, bây giờ nó ăn được, nó ăn kinh hồn luôn. Chết rồi. Em mới chợt chợt nhận. Chết rồi, thế mà sao thì hết mồm tôi mà. Đang kia thì mình mồm mồm sao thì mồm nữa. Ai yêu yêu đang kia của cái gì bằng ai? Hết mồm mồm sao thì mồm rồi. Làm miếng tỏi.
답해요내고추이거뿌리없다휴가차여볼까네왜맨날장면이너냐맛은알아고진짜강한사람맛있네마늘이이렇게쌈장에다이렇게물어맛있다자네방아들감사합니다 방아들가방아들가맛있다누가썰이네누가썰이네내일먹을게아삭이야고추두개갖다놓고한개쥐무비고내맨날nó đem 12 trái ớt năng hình trái chị phải sang chị chín trăm mà xin rồi xà lách nhà trồng á ăn ngon không có xịt thuốc cải phân gì hết trơn á mà chung quy ra làSà lách bên hàng này cũng không cần phải xịt thuốc cải phân chứ mọi người mình trồng như vậy tự nhiên nó tốt lên tươi xanh như thế mà sâu không thấy ăn chứ tươi xanh luôn vậy hồi đó giờ mình ở nhiều năm mình thấy ba mình trồng là không bao giờ xịt miếng phân nào miếng thuốc nào chứ mà lá vẫn to dày ngon mà của mấy bác hàng xóm cũng vậy luônba mình trồng một cái.해만도뭐맛있네내가이게내혼자먹잖아내가만들어내가먹지만억수로뭐라해야돼매날tự mình làm mà tự mình ăn gì nè mọi người giống như là mình được đối đãi gì đó mọi người mình chọc không muốn cả mình ăn mẹ mình nói sợ mày ăn tao kéo lại mẹ hay nói đùa vậy mà nhiều người không hiểu mất công tao chửi mẹ nữa đó cũng ngủ ăn nữa hả giờ tăng chứ là tăng chứ camera mẹ mi ăn gì mà lại lại mẹ nói cho camera mẹ nó ăn thế là mình thành đá nhỉ chứ nè để hỏi bên Việt Nam có đậu tương không chứ chị nhiều rồi sao không có đậu tương với Hàn Quốc nhưng mà có một số món làm bằng đậu tương ăn phải một mét thẳng cay quá mẹ ăn tỏi nhiều cho nên cay người Hàn Quốc người ta ăn gỏi cá sống gì nè.Cái năm chúng ta sổ lãi 2-3 lần vậy đó mọi người cho nên là không sao hết vẫn mập lù uống nuôi bình thường nhưng chừng thơm không ạ mẹ no hay gì đó dạ dạ nữaThat was something.
Mẹ no à mọi người, ăn chưa hết con cá mà, còn mới ăn có 2/3 thôi, còn 1/1 nữa. Mẹ nói ba cái tầng ô á để nó hư hết, ăn hết. Xà lách thì để còn nó được chứ tầng ô là nó hư hết. Rồi xong, mẹ ăn no rồi, hết ăn nổi. Hôm nay ăn tới đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mẹ Tiên nha. Đăng ký, nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Sườn Sơn TV. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye.